Con hươu còn biết yêu thương mẹ. Dê mẹ xả thân bồi sữa cho dê con. Đại bàng lớn tụ thành đàn bay về hướng nam. Những con quạ còn biết đút mồi cho quạ con. Người già luôn định được phương phía trước. Bồ câu thường giúp người đưa thư. Bò già rồi mà vẫn phải cày ruộng cho người. Chó thì rất trung thành với chủ. Không khí với ánh sáng mặt trời vốn dĩ rất tự do. Hơi thở dưới đao của người đồ tể là ngắn ngủi như thế. Tất cả nhịp mạch đập đều là tuyệt vời của thế giới này. Tôn trọng tất cả sinh mệnh chính là yêu quý sinh mạng chính bản thân mình. Bảo vệ tất cả sinh mệnh chính là mang lại món quà hạnh phúc cho bản thân mình. Trong lòng có nhà, ắt sẽ đoàn viên. Tổ ấm, sự chờ đợi của một người mẹ đơn thân vào một đêm trung thu. Cò trắng đều đã về tổ hết rồi. Sao ba còn chưa thấy về vậy mẹ? Con đói bụng rồi. Vậy à? Phải. Bình thường vào lúc này chúng nó đã về tổ hết rồi. Có lẽ còn chuyện gì đó nên chúng nán lại chăng? Cho con nè. Xảo xảo, con đói rồi phải không? Ăn bánh trung thu đi, ba con sẽ về tới bây giờ. Mẹ ơi, con chưa đói. Hay là mình đợi ba về, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn. Vậy cũng được. Mẹ ơi, con sợ. Xảo xảo, đừng mẹ... sợ. Không sao đâu, để mẹ đi xem thử. Bác ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy bác? Hay da, cô còn chưa hay gì hả? Tất cả đàn ông trong làng đều bị bắt đi làm tráng đinh hết rồi. Vậy tiếng súng lúc nãy? Nghe nói có mấy người định bỏ chạy, bị... Hay da. Mẹ ơi, con sợ. Mẹ ơi, mẹ có phải là ba con đã có chuyện gì rồi phải không? Xảo xảo, đừng sợ. Đừng sợ con à, không có chuyện gì đâu. Anh ấy không về nữa rồi, còn lại một mình. Sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Chim cò, cuộc sống của các ngươi thật là đơn giản, không giống như ta. Các ngươi chỉ cần có một cái tổ, bay đi bao xa cũng có thể bay trở về tổ của mình. Mình làm sao cũng không bằng chúng nó. Nhà còn thì người nhất định sẽ trở về. Đúng rồi. Xảo xảo, xảo mẹ xảo ơi, ngoan. Con làm cơm xong rồi. Chúng ta về nhà thôi. Chúng ta hãy về nhà ăn cơm đi mẹ.
Ly rượu này là rót cho anh. Nhất định anh sẽ quay trở về. Mẹ, nhìn kia, cò chay đã bay trở về tổ rồi. Còn tổ, chim sẽ bay về. Nhà con, nhất định ba của con cũng sẽ trở về. Tiểu xảo, chụp lấy, cẩn thận đó cháu. Bà ngoại, bà yên tâm đi. Tiểu xảo, cháu thật ngoan. Bà ngoại, nếu tổ của chim cò cũng lớn như nhà của chúng ta, không lo sợ gió thổi bay, vậy thì chim mẹ không còn lo sợ chim cha, không tìm được tổ nữa rồi. Đúng đó cháu à, bất kể là chim cò hay là con người chúng ta, chỉ cần nhà còn thì nhất định sẽ quay về. Bà ngoại, sao bà lại khóc? Cháu ngốc à, bà đâu có khóc. Bà ngoại. Tiểu xảo à, mẹ cháu đi đón ai vậy cháu? Qua đây ăn bánh trung thu đi cháu. Muộn thế này sao còn chưa thấy mẹ về? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ về rồi. Đúng rồi, mẹ ơi, mẹ mau ra đây xem nè. Bà ngoại mau ra đây, bà nhìn xem là ai đã trở về. Có một ông cụ đang đứng bên ngoài. À muội, tôi đã trở về.
Phật.